Hey yo anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với ông Todd từ The Smoky Town Channel. Hôm nay tôi mang đến cho anh em sản phẩm mới toe của nhà OMC. Đó là một con RBA dành cho thiết bị sử dụng bô rô tăng. Và đặc biệt hơn nữa, con RBA này chơi mass switch. Xem nó có gì nào, let's go. Wow. Bên trong có một cái thanh du leader. Thưa cảm ơn. Còn thưa cảm ơn của OMC. Yeah. Cái thứ hai là một bộ phụ kiện. Chúng ta có thể thấy đây là cây cuốn mesh. Đây là cây cuốn mesh để mình cuộn cuốn mesh ra ngoài anh em. Cái thứ hai này, để mình đổ ra luôn xem thế nào. Đây là chặn vặn cực dương này. Đây là chiếc ốc cực âm cho quần bên ron thay thế rồi. Ok, tiếp theo là phần RBA với gió xem thế nào. Mình có thể thấy đây là gió 1.0 nè, rồi không có thì là sao. 1.2 là RBA. Rồi, cho con quần bên đi thì OMC sử dụng gió đôi bạn. Dual hole, gió dưới đây vô nè, xong rồi cái này là chắc đường gió đi ra cây mesh. Theo nhận xuất thì bên trong nó có 3 bộ 0.8, 1.0, 1.2. Cái 0.8 thì mình thấy là chắc nằm bên trong con RBA đây rồi. Ok, thì mình sẽ mở ra xem sao. Rồi, ngắm nghía con RBA xem thử coi. Wow, hoàn thiện ngon à. Logo OMC được bắn laser chim mây. Để mình gỡ ra coi. Đây, chim mây ra họ thiết kế theo cái dạng vặn mấy bạn, để tránh cái trường hợp bị sụp sịch như những con RBA khác. Ôi cái này một điểm cộng, chim mây vác đường khí, vác theo hình nón, ngon nè. Mình rất là thích những chim mây hoặc là những rít tiếp có vác đường khí như thế này. Sau đó là phần ring. Cái ring này thì theo nhận xuất là họ làm bằng chất liệu black pack. OMC rất là thích chất liệu pack hay là white pack. Cái này là white pack này, cái này là black pack. Và lý do họ đặt cái ring ở đây thì có thể là sau này họ sẽ sản xuất những cái bộ ring mà có màu, chẳng hạn có màu để anh em đồ chơi vặn được này, bạn vặn được chắc gỡ nó được thôi. Ô đó. Rồi tụi nó bày trò hút máu mình nữa rồi anh em, nhưng mà mình thích. Rồi bây giờ mình sẽ mở bên trong cái RBA xem như là nó có gì vui ha. Cái này để coi qua phần này trước. Cái này hình như là cái gió này, để mình mở ra coi là sao. Đây mình rút cái gió ra, gió 0.8 đúng rồi, gió 0.8, gió 1.0 và gió 1.2. chúng ta có ba kích cỡ gió và dual hole ở đây. Rồi mình xem qua chim mây ha. Chim mây có hai lỗ này là để hai lỗ ngắm chút chắc luôn nè, ngắm chút gió thì đi vô đường này, đi thông qua kia được. Hay hoàn thiện rất là tỉ mỉ nha anh em. Rồi xong rồi chị Mai, mình sẽ xem qua phần deck build nhé. Cái này toàn bộ làm bằng chất vật liệu là SS316 CNC rất kỹ bạn, những đường CNC rất nhỏ, những cái chi tiết nhỏ được làm rất là chỉnh chu. Đây là cọc này, là chân tiếp xúc. Từ đây đường gió đây bạn, gió sẽ vào được đây, chỉ chân vào được đây, nó đi qua đây thì nó sẽ đi lên theo cái gió mình gắn vào đây. Rồi, gắn gió vô coi. Đây ngon đúng không? Đấy, gió ra ngay thẳng cọc mét luôn, tuyệt vời. Gió lên đây, đây đo thẳng 1 mét luôn, ngon à. Đó, và bây giờ mình tới coi cái deck nó ra sao ta. Đây chân cực âm bằng cực dương, các bạn để thấy gì là không, người ta làm thêm một cái chặn cực dương ở đây nè, để hạn chế cái tình trạng mà mesh nó đụng vào trong cái con ốc cực dương. Và nó hạn chế tình trạng là khi mình quấn dây trên này xuống á, thì mesh sẽ bị bẹt một cái đầu đây nè, dẫn tới hotspot.
Đó, cái này cũng là một thiết kế khá thông minh, nghĩa là cũng là đúc kết kinh nghiệm từ những cái con RVA mét trước đây mà nó bị hạn chế bởi đó, RTA này nọ. Cực kỳ ví dụ những cái con của BFV1 thì nó sẽ không có cái chặn lên đây. Đôi khi anh em BFV chơi người ta sẽ đổ thêm một cái chặn trên đây luôn nữa để cho nó khỏi bị đụng á. Bây giờ mình tới cái cọc mình coi là sao ha. Hình như là ngày xuất coi clip review của Đức Anh build lúc trước thì mình thấy như là cái cọc này gỡ được, để mình thử gỡ ra xem. Ở cái phần này hình như là để mình rờ nè, nó sẽ có một cái lỗ, nó sẽ có một cái phần khoét ở đây nè, thấy không? Nó sẽ có một phần khoét ngay đây để anh em có thể đưa đưa dây đặt vào trong cái này, tránh trường hợp là dây bị bẹt luôn lên vòng qua, rất là khỏe, tuyệt vời. Cái phần vặn trên cực dương á, mình thấy nó smooth lắm anh em. À, cái này bao nhiêu cm ta? À, bao nhiêu mm? Cm là chết dở luôn. Cho mình xem. 3 mm. Cái kích cỡ ống mesh này chuẩn chỉ. Mình rất là thích những cái cọc 3 mm. Chắc hẳn như con 11 mình cũng xài cái cọc 3 mm. Mình không xài cọc 2 mm, 2.5. Ok, build thôi. Vì đầu tiên mình sẽ dùng một cái đĩa để mình khò mát nó khỏi bị cháy bàn. Lần trước mình bị cháy một cái miếng lót chuột như thế này và cái cháy một cái quần nữa các bạn. Về phần mát thì mình cắt sẵn miếng mát kích cỡ là 40 x 9 mm nha anh em. Mình sẵn mình cắt thêm một đống này luôn để lần sau mình build khỏi mấy công phải cắt thử miếng 4 ra mệt lắm. Còn dây bệnh thì mình ở nhà có sẵn taxi rope 747 là loại to nhất này. Đó. Còn 747 taxi rope 548 dạng round, round dạng tròn, 747 cũng round luôn. Và blackjack dạng flat. Flat. Hôm sau mình rảnh mình sẽ làm clip về mình build TC trên mesh, bây giờ mình build thôi, bắt đầu khò thôi. Giờ mình sẽ sử dụng cây cây mà OMC có kèm theo rồi móc để mình định hình cái lỗ cho mát. Vê chặt nha các bạn để nút tốt hơn. Okay. Lắp thôi. Cuốn dây thôi nè mẹ. To quá. Mình sẽ xài dây 548 nha anh em. Ok, chắc được. Chắc không tin nữa. Xong. Đây nó mượt quá. Mình sẽ thử xuyên xương ở mức 13W nha anh em.
Ngon lành rồi đó. Ha. Ok, lau sạch bỏ vào Bravia. Bước. Con này chắc mình xài gió 1.0 đi, đùa 1.0 cho nó hợp lý. Sao nó lấy nét ta? Đây. Ok. Ok. 1.0. Giờ chụp ra lại thấy. Đây. Xong rồi đây. Mình sẽ chọn hút mức khoảng 13W. Rồi mình sẽ điều chỉnh lại lần. Mười bốn quát luôn đi, mười ba giờ tầm này. Ok, mình sẽ phân cái đó tiếp đây. Rồi tiếp MDL của OMC luôn em. Ok. Ok anh em, cuối cùng thì mình cũng đã review sơ bộ xong con OMC R1. Đây là một sản phẩm của Việt Nam làm hoàn toàn từ A tới Á. Một sản phẩm mình mong chờ cả năm nay rồi và thực sự nó đã không làm mình thất vọng cả về thiết kế, độ hoàn thiện cũng như trải nghiệm. Tuyệt vời quá anh em ơi. Rất là cảm động khi cầm đến tay những sản phẩm của Model Việt Nam làm. Còn giống như các anh em ở Sài Gòn làm thôi. Những sản phẩm của anh em tự tay làm, tự thiết kế, mình rất là trân quý cái điều đó. Chúc cho vé Việt Nam mình càng ngày càng phát triển. Chúc cho niềm đam mê của anh em mình càng ngày càng được giữ vững. Thôi, chúng ta sẽ là một cộng đồng vững mạnh trong mắt anh em thế giới. Bye bye anh em. Hẹn anh em ở những review khác của ông Toàn. Bye bye.